Hello mọi người, mình là Lay Tohe đây. Sau đây là danh sách các vật phẩm sẽ thay đổi trong bản cập nhật tiếp theo. Các bạn muốn thêm vật phẩm vào và phần quà tặng hãy để lại ý kiến của mình bên dưới video nhé. Bản cập nhật lần này hứa hẹn sẽ có rất nhiều sự thay đổi mới mẻ trong game, đặc biệt là những trang phục mới sẽ ra mắt các bạn, những phần quà vô cùng hấp dẫn. Đừng quên bấm đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi nhé.